Huyết áp cao là một tình trạng âm thầm không có dấu hiệu hoặc triệu chứng. Chưa hết, theo CDC, hàng triệu người Mỹ bị cao huyết áp mặc dù nhiều người thậm chí không biết về nó. Đây là một vấn đề. Bởi vì sức căng thêm do áp lực tăng thêm lên các mạch máu có thể làm suy yếu chúng và khiến chúng bơm máu kém hiệu quả đi khắp cơ thể. Huyết áp quá cao trong thời gian quá dài cũng có thể làm tăng nguy cơ đông máu và đột quỵ. Đó là lý do tại sao việc theo dõi huyết áp thường xuyên là điều cần thiết cho sức khỏe tim mạch tổng thể. Vì vậy bạn có thể nhanh chóng hành động nếu huyết áp quá cao. Thật không may, trong đại dịch COVID-19, dịch vụ chăm sóc thường xuyên hoặc không thiết yếu đã bị tạm dừng. Có nghĩa là hàng triệu người đã không được khám sức khỏe định kỳ mà họ cần. Điều đó, cùng với hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện làm việc quá sức và căng thẳng quá mức, đã khiến các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải tìm kiếm những cách thức mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân theo cách an toàn. Nhập một robot giống người có thể đo huyết áp của bệnh nhân chỉ bằng cách chạm vào ngực của họ cung cấp một lựa chọn mới để chăm sóc tầm soát từ xa. Các thông số kỹ thuật của robot được công bố trên NTJ linh hoạt điện tử. Robot có thể thu thập kết quả đo huyết áp chỉ bằng cách chạm vào ngực của bệnh nhân. Sau đó, các cảm biến trên tay của robot sẽ thu thập cả thông tin điện tâm đồ ECG và quang tâm đồ PPG, sau đó được đưa vào một thuật toán có thể cho biết huyết áp tâm trương và tâm thu của một người. Nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Đại học Simon Fraser gọi các cảm biến trên cánh tay robot là cảm biến origami lấy cảm hứng từ con đỉa. Lấy cảm hứng từ cả cách gấp giấy origami cổ đại và hành vi của đỉa hút máu. Bằng cách bắt chước các bề mặt nếp gấp và cơ chế hút nước mà đỉa sử dụng để bám vào vật chủ của chúng, các nhà nghiên cứu đã có thể thiết kế một cảm biến có thể thu thập hiệu quả thông tin cần thiết để cung cấp cho các thuật toán. Các nhà nghiên cứu hy vọng thiết kế của họ cung cấp một cách để cung cấp dịch vụ chăm sóc tầm soát hiệu quả cho bệnh nhân có thể giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên y tế làm việc quá sức, và cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng cho tất cả bệnh nhân. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.